thì cũng vắt tay lên trán, nghĩ hết chuyện nặng, những chuyện ngày hôm qua, ngày hôm kia, năm ngoái, năm kia. Cho nên chúng ta sáu căn nó lãnh thọ sáu trần suốt ngày. Thế mà nếu mà gặp cái gì vừa ý thì nó gọi là thọ vui, mà gặp cái gì khổ không vừa ý nó gọi là thọ khổ, còn gặp cái bình thường thì nó gọi là phi thọ. Thì chúng ta thì gọi là thọ vui, thật gọi là hoại khổ. Chúng ta nói là khổ thì thật là khổ khổ. Chúng ta gọi là phi thọ thì thật gọi là hành khổ. Thế thì làm sao đấy? Chúng ta thọ vui mà thật thì gọi là hoại khổ nhỉ? Ở thế gian này nó chuyển động đổi, như vui sung hòa thì thế nào lại có cái sầu chia ly. Hôm nay ăn mừng sinh nhật thì mai đây người ta lại đến xuống biếu cái đám ma. Cứ có thân thì nó phải có cái sự khắc phục khổ. Thế rằng mình ăn cái bánh mình gọi là vui, thế nhưng mà Phật gọi là hoại khổ. Ăn đến đâu hết đấy, mà rồi thì cho vào miệng nó thành đờm rải, cách một đêm nó lại thành đống phân, mình lại mất công cho nó đi ra, lại thiền nhập mấy cái sự hôi thối. Thế cho nên ở thế gian gọi là vui, thật gọi là hoại khổ. Gia đình có mấy người, có mấy càng đông bao nhiêu thì càng là có cái chuyện ngày mai đây mỗi người là một cái đám tang, một trong nhà có năm người là có năm cái đám cái mộ, có mười người là có mười cái mộ. Cho nên cái thế gian thì có khổ thôi, mà mình thì cứ không biết, lại cứ mong cầu hạnh phúc, mong cầu sự an vui ở thế gian là cái chuyện không có. Thật vậy rằng càng khổ là càng khổ. Mình cứ khổ thì Phật bảo khổ khổ. Bởi vì cái thân này nó đã già, đã bệnh, đã khổ, đã còn nguôn cái chuyện ở bên ngoài và thân để mà khổ thêm nữa. Nên Phật gọi là khổ khổ. Càng đi ra ngoài, càng kiếm cảnh ở bên ngoài thì càng thuốc đến cái khổ của thân. Cho nên khổ là khổ. Muốn được an vui thì có cách đừng bận lòng đến cảnh bên ngoài, đừng tìm kiếm những cái thọ, mà trở về với mình an ổn, có buông sạch vạn duyên, tự nhiên cái tâm mình nó an ổn bình yên. Thế nào là tâm vô thường? Cũng đã từ sáng đến giờ cái tâm của mình nó cũng biến hóa không biết bao nhiêu rồi đấy, nó cứ thay đổi đổi. Nó nhớ cái này nó là những cái kia, không có lúc nào nó dừng. Mà những cái buồn cái vui nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, rồi mai nó lại hiện ra, nó cứ thế, không có gì là thật. Thế chúng ta quán tâm vô thường để làm gì? Không đạt. Nó là cái nó hiện lên rồi nó tắt đi, thế cho nên nó mừng nó giận, nó buồn nó lo, thì đừng để cho nó sai sử mình. Biết những cái buồn giận thương lo này là những cái nó cứ theo duyên nó bật lên rồi nó lại tắt đi, nó là cái không có, là cái vô vọng, thì đừng có để cho nó làm chủ, đừng nhận nó là tâm tánh của mình, mà biết đây là chỉ là cái gọi là cái tập khí từ nhiều đời. Thế bởi vì mình có cái ngã chấp ngã ái, cho nên cứ cái gì vừa ý mình thì trong lòng thì cái vui nó hiện lên, cái gì trái ý mình thì cái giận hờn nó hiện lên. Thế thì mình bây giờ phải sáng suốt để đối xử với mọi người ở bên ngoài. Thế bây giờ cứ nhắm mắt mà nghe những các cái vọng tâm đó, cái khổ vui, cái yêu ghét, những cái vọng tâm nó khởi lên thì thành ra mình mê muội. Cho nên trong ấy, thì mình phải chánh niệm, ngoài ấy, thì đối xử phải có tuệ giác, biết những cái này
người hư vọng. Còn trong thì mình bên ngoài thì mình có tuệ giác biết cảnh bên ngoài là hư vọng, mà bên trong mình phải có tuệ, mình phải có chánh niệm để ngưỡng trị những cái vọng tâm này, để giác mình sáng suốt, mình làm chủ, chứ đừng nô lệ những cái hư vọng mà cứ nhận là tâm mình. Tất cả chúng sanh sống chết luân hồi thì ở cái chỗ vì cái vọng tâm mà nó lôi cuốn. Chính chúng ta hiện bây giờ dù có học kinh học sách, nhưng nếu không để ý tu hành thì vẫn bị những cái vọng tâm nó sai sử, suốt ngày mê muội làm nô lệ cái hư vọng. Cho nên phải tập quán tâm vô thường để mà đừng nhận là mình, đừng nhận là tâm tánh của mình. Mình phải sáng suốt, mình soi xét cái gì đáng thì làm, cái gì không đáng thì bỏ đi, chứ đừng để những cái vọng tâm yêu ghét mình đặt thương lo buồn tủi nó cứ bật ra rồi nó lại làm chủ mình, là nó sai mình, thành ra mình mê muội tối tăm. Thế nào là quán sát vô ngã các tánh nó có đấy không? Nó không có, nó không có cái tôi, tức là nó là cái không có. Ví dụ cái bàn này nó đây, sao con lại bảo nó là cái không có? Tay lên đây thì là gỗ, đặt tay xuống đây cũng thấy gỗ, chỗ nào thì thấy gỗ, cái đâu nó thấy cái gì là cái bàn đâu. Đấy, chẳng qua là có cái duyên để có gỗ, có đinh, rồi là có cái công thợ, công của cái ông thợ. Cái ông thợ đó, cái công của ông ấy làm duyên, thế là khiến cho cái đinh nó đóng vào cái gỗ mà đặt tên nó là cái bàn. Thế cho nên nó là cái không thật. Thế còn cái thân mình làm sao bảo không thật? Ăn cơm, uống nước, thở không khí, lấy bốn chất đất nước gió lửa hợp lại mà sanh ra. Thế cho nên tất cả các pháp càng đã có hình tướng đều không có sự thật. Thì bốn cái việc này nếu chúng ta để tâm suy nghĩ thì làm ông thánh. Nếu mà cứ bận tâm mà nghĩ những cái chuyện vẩn vơ thì là phàm phu trôi lăn vào đường sanh tử. Còn bốn cái việc này mà nếu để tâm hàng ngày suy ngẫm thì đấy là thánh. Cho nên làm thánh hay làm phàm phu là ở ngay tầm tay bọn chúng mình. Chúng mình muốn làm thánh thì cả ngày chịu khó suy ngẫm đến việc này. Và một khi mà đã suy ngẫm, đã hiểu ra thì tự nhiên mình thành cả tám cái việc này, cả tám cái đường này. Mà nếu bốn cái việc này mình không chịu suy ngẫm, mình cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh thì cả tám cái này nó thành quả hết. Chánh tư duy thì được chánh kiến, thì được chánh ngữ, chánh nghiệp. Mà nếu mà cái tư duy, cái tâm mình nó là chủ. Nếu mà tôi chịu suy ngẫm cái này thì mình có cả tám cái chánh này mà mình gọi là ông thánh. Và nếu mà không chịu suy ngẫm cái này mà cứ nghĩ những cái quẩn quanh, cô này cô tốt với mình, cô kia cô xấu với mình, chuyện ngang chuyện dọc, cả ngày từ sáng đến tối hở hở huyền huyền, ấy thế sẽ làm phàm phu, ấy thế sẽ đi về đường luân hồi. Đấy, muốn làm thánh hay làm phàm ông dễ ở ngay bàn tay mình, không sao phụ gì cả, phải không? Đấy, thì cho cô Hoa Nghiêm chịu khó đi, đừng lông bông nữa mà mỗi ngày cứ suy ngẫm cái này đi, thì tự nhiên là mình làm thánh, mà đủ cả tám chánh đạo. Thế nếu mà cái tâm mà không chịu suy nghĩ bốn cái này ấy, thì là phàm phu, mà chẳng có một cái chánh nào, thì cả tám. Tám cái này nó chuyển thành là tà đạo. Nghĩ cho nên học thì phải chịu khó để ý và thực hành, chân có thì vô ích. Đấy, bây giờ thế nào gọi là chánh ngũ tâm nhẫn? Nói trí tuệ, thế nào là lời nói từ bi?
trí tuệ là cái lời nói khai sáng cho mọi người, cho người ta thấy được sự thật, cho người ta bỏ được cái hy vọng, những cái xấu xa, những cái không tốt. Thế là lời nói trí tuệ. Thế còn lời nói từ bi là an ổn nâng giấc, khiến cho người ta mát mẻ yên ổn. Thế là lời nói từ bi. Thế nhưng mà vẫn cứ nói dối thì có thể gọi là lời nói trí tuệ được không? Đã gọi là trí tuệ thì không có cái chuyện nói dối, nói hai lưỡi. Nói trí tuệ thì không có nói dối, còn từ bi thì không có hai lưỡi, không có ác khẩu, không có thiêu dệt. Bởi vì cái lời nói là nó phải từ cái tâm nó khai khiến. Để cái tâm nó mà chịu tư duy bốn cái tránh tư duy như ở trên, thì cái lời nói tự nhiên, cái lời nói nó sẽ là vừa là trí tuệ, là lời nói từ bi, không nói dối, không thêu dệt, không hai lưỡi, không ác khẩu. Thế nào là thêu dệt? Lời nói thêu dệt khiến cho cái việc nó đang trắng là nó rõ ra màu khác đi. Mình thêm mình bớt, có cái việc mình theo cái ý của mình, thế thành anh tuy rằng không nói dối mà vẫn là nói dối, bởi vì không nói đúng sự thật. Cho nên thêu dệt thì nó không phải là thẳng cánh nói dối, nhưng mà trong đó nó vẫn có cái tâm không thật thà, không chân thật. Nó tránh ngữ. Thế còn thế nào là tránh nghiệp nhỉ? Thế con hiểu thế nào là nghiệp? Tạo nghiệp. Tạo nghiệp nghĩa là thế nào gọi là tạo nghiệp? Tức là làm một cái việc mà sau này nó có quả báo. Có thể là nghiệp lành mà cũng có thể là nghiệp dữ. Hoặc lời nói, hoặc ý nghĩ, hoặc việc làm, thì người ta đều gọi khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp. Tức là gây ra một cái sự việc mà sau này sẽ có cái quả báo ngày mai, thì gọi là tạo nghiệp. Con mà cứ chạy theo bà già thì con mất giờ. Chúng ta bây giờ phải tạo những cái nghiệp chân chánh để được cái quả báo tốt lành, chứ đừng có tạo những cái nghiệp xấu, nghiệp ác để sau này thì chịu những cái quả báo nguy hiểm. Cho nên đây khuyên là tránh nghiệp, những cái việc làm hàng ngày của mình, lời nói, việc làm, ý nghĩ, nó đều có quả báo ngày mai cả. Cho nên phải cẩn thận làm những cái lành, còn bao nhiêu những cái xấu cái ác ấy, mình phải bỏ đi hết. Đấy. Nhưng mà muốn được như thế là phải có cái tránh tư duy hàng ngày, cái tâm mình mới là chủ. Đấy. Trong kinh pháp cũ có nói tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu mà cái tâm nó nghĩ cái việc lành thì cái quả báo tốt sẽ theo mình như là cái bóng theo hình. Tâm tạo tác, tâm là chủ, tâm sai sự. Nếu mà tâm mà nó nghĩ cái việc xấu thì cái quả, cái khổ nó sẽ theo mình như là cái xe nó, cái bánh xe nó lăn theo cái bước đi của con bò. Cái cài đọc kinh pháp cũ, kinh pháp cũ thật cảm thấy con bò là biết cái tâm mình đấy, con bò là cái nó đi thì cái khổ, cái bánh xe thế nào nó lăn theo cái chân con bò. Con bò đi đến đâu, đi hướng nào thì cái bánh xe nó lăn theo như thế. Đã. Cái xe là cái khổ, cái vui. Thầy nhắc lại, tâm tạo tác,
tâm là chủ, tâm sai sự, mình cả ngày mình vẫn đòi nó. Đấy. Tâm tạo tác, tâm là chủ, tâm sai sự. Nếu cái tâm mà nó nghĩ ác ấy, thì cái khổ nó sẽ theo mình như cái bánh xe nó găm theo con bò. Tâm tạo tác, tâm là chủ, tâm sai sự. Nếu cái tâm mà nghĩ lành, nghĩ thiện ấy, thì những cái an vui nó sẽ theo mình như là cái bóng nó theo hình. Thầy đọc kinh Pháp Cú. Cho nên ngài Chí Thủ này, ngài viết, ngài làm thành cái bảng ấy, ngài cắm ở ngoài vườn. Lối đi ai đi vào chùa thì đi qua cái chỗ đó, để đọc cái câu ấy. Mà nên thế, nên có những vườn mình vận chỗ, mỗi chỗ cắm một cái thế, một bài kinh Pháp Cú để nhắc nhở. À, bây giờ tránh tránh mạng của chúng ta. Xin thưa thầy, tránh mạng một là thân nghi thân mạng bằng nghề rèn luyện, chỉ có một cách khất thực mới là tránh mạng thôi. Còn ngoài ra mà mình cứ tìm cách mình xoay sở để nuôi cái thân mình thì đều là tà mạng hết. Là bởi vì làm sao? Bởi vì hãy xoay sở lo toan tính toán để nuôi mạng thì tức là ba cái độc tham sân si, làm sao tránh được? Thế cho nên chỉ có một cách đi khất thực thì Phật cho thấy là tránh mạng. Cái việc đi xin ăn ấy, người thế gian cho là tủi nhục xấu hổ, thì Đức Phật phải bắt các đệ tử mà cho là đấy là một việc tránh mạng. Cái chuyện tại sao lại gọi là tránh mạng khi mà bắt chúng mình làm một cái việc mà thế gian ta cho là tủi nhục xấu hổ lắm? Thế cho nên phải quán bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nếu mà mình có cái tránh tư duy như thế thì mình đi khất thực mới được bình an. Bởi vì cái tủi hổ, cái xấu hổ chính là cái ngã ái, ngã chấp. Mà cái ngã ái ngã chấp chính là cái vô minh số một. Thế cho nên Phật có bắt chúng mình phải hàng ngày với tất cả các phương pháp làm thế nào mà tránh được ra, đừng nhận cái này là thân thể của mình. Thứ nhất là cái loại tâm mừng giận thương lo buồn tủi đấy, chính cái ấy nó đưa mình đi vào đường luân hồi. Chính cái ấy nó đã mắc vào cái bào thai của bà mẹ. Chúng ta nên chính những cái mà người thế gian ôm ấp và nhận là tâm tánh của người. Thì bây giờ Đức Phật nhắc chúng mình biết cái ấy là cái gốc nguồn mình, cái ngã ái, cái ngã chấp, cái xấu hổ. Chính là cái ngã ái nó hiện tướng lên. Cái ngã ái, cái ngã chấp nhận cái đất nước quá lửa là thân thể của mình, đấy là cái nguyên khí. Rồi nhất là cái vọng tâm đó, chính là cái vô minh suốt ngày mình mới cái nhận là tâm tánh của mình. Thì bây giờ chúng ta cần phải xả nó. Cho nên Phật cho chúng ta đi khất thực, bởi vì trong cái lúc mà mình tự thấy xấu hổ, tự thấy khổ não, mình phải tìm cách để mình giải cái khổ của mình. Thế là mình mới chịu tu những cái phương pháp, tức là cái chịu cái tánh tư duy này để gỡ những cái khổ cho mình, để có thế mình mới chịu tu. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái thân mạng mình còn lo cho nó, thì trước thì còn lo cho nó sống, về sau là phải lo cho nó được sung sướng, lo cho nó được đầy đủ. Thế cho nên cái tham, rồi thứ mà bị cái tham mà bị người này người kia có chỗ chướng ngại ấy, thế là nổi sân. Thế là từ cái ngu si nhận cái thân hư vọng, cái tâm hư vọng, cái cảnh hư vọng cho là thật, mà thành này có ba cái độc tham sân si. Mình cứ nhận cái đó là tâm tánh của mình. Vì vậy cho nên chỉ có một cách nuôi thân mạng mà chân tránh, nghĩa là làm thế nào
đừng có ba cái độc tham sân si. Làm thế nào để mà giác tỉnh được? Đấy, chỉ có một cách ấy là chân cảnh thôi. Còn bất luận cô buôn bán, cô trồng cây, cô làm cái gì mà cô lo để nuôi cái thân mạng mình, thì trong đó nó vẫn có ba cái độc tham sân si hàng ngày mình buôn bỏ. Thế cho nên Đức Phật khuyên chúng ta chỉ có cách đi thất thực, thì có người người ta cho, không người ta, mình không có vướng bận. Dĩ nhiên là phải biết ơn, nhưng mà biết ơn thì cứ việc tu để mà đền ơn, chứ không có vướng mắc. Bởi vì nếu mà mình đến riêng người nào có buộc thất thực là mình phải đi hết phố này thì mình đi sang phố khác, nhà này xong mình phải sang nhà khác, để bình đẳng nhà nào mình cũng tới, mà cứ hết nơi này nơi khác, chứ không có được là cứ cái nơi nào ta cho mình nhiều thì mình cứ tới nhiều. Cho nên có những cái phương pháp của Phật để cắt đứt tất cả những cái lưu luyến, những cái vướng mắc, những cái mà nó khiến cho mình bị ràng buộc ở thế gian. Cho nên cần phải cởi vỡ cái tâm của mình, không được rõ. Phải có nghe tiếng mà không biết nói gì chúng mình mà. Nhưng mà cái chuyện thất thực của chúng mình chỉ là đi một lần, và xong rồi lâu lâu nó lại đi một lần, đi xin rau, đi bác sĩ. Còn đây phải nói cái thất thực thì sự thật là hàng ngày mình không có làm bếp, không có chứa bể. Đó. Mình cứ đi xin, cứ cầm cái bình bát, có cái gậy xích chữa, đứng trước của nhà người ta mình dùng như vậy, đó là để cho người ta nghe tiếng, để người ta thấy mình đứng đây. Thế chứ cũng không được phép mở lời là cho tôi xin. Tôi đứng đấy, để người ta trông thấy thì mình đứng đợi một lúc, để người ta cho thì mình lấy. Mà không có ai ra, không ai cho thì mình lại đi sang nhà bên cạnh, lại dùng như vậy. Thế như thế thì cũng không có đến nỗi mà phải mở lời là bà ơi cho tôi, ông ơi cho tôi. Nhưng mà mình cứ đứng ở trước cửa thế thôi. Nhưng mà bắt buộc mình đến nhà này, xong mình phải đến nhà kia, chứ không được phép cứ một cái nhà nào mà đến tới lui, để kiếm cái nhà nào là không được. Đấy, nên cứ phát thất thực thì phải thế. Còn như chúng mình bây giờ là bởi vì không phải đi thất thực hàng ngày. Cái của chúng mình đây không gọi là đi thất thực được. Cái này của mình nghĩa là lâu lâu không có đi xin một gì, chứ xin quà cả đống vào, rồi về tích chứa để mình chỗ. Đấy, Phật là không có cho cái lại đấy. Phật là cấm tiền, không có cái thói tích chứa để dành. Mà nếu mà nào cũng đi như thế thì không phải. Mà đi lắm thì không. Đấy, cho nên rằng các vị xuất ra là ngày nào cũng đi, cứ ở những cái nơi cũng thầu xa vắng người. Như Lăng Nghiêm này, chứ Phật cấm ở tụ lạc, phải ở một nơi nào xa vắng, nhưng mà gần đến sáng phải đi thất thực. Đấy, các vị và cũng có hai bữa thôi đấy, hai bữa. Đấy, đi thất thực xong muốn mang về nhà để cùng ăn cũng được, hoặc là có cái gốc cây nào ăn cũng được, hay là có cái chỗ nào có chuyện ấy thì tùy duyên. Thế nhưng mà chỉ có một cái điều là nhất định là không được chứa bể. Đó, buổi trưa này ăn xong mà không có ai để mình cho. Đó. Thì mình cũng phải quét cái đất thật sạch, mình đổ xuống đất, hoặc là mình đổ vào xuống nước cho cá nó ăn, chứ không có được phép để dành đến ngày mai. Thế đấy, như thế để làm gì? Để chặt đến đứt cái gốc tham, cái tham của mình. Bởi vì hệ tham thì cũng là nhân si, cho nên chặt đứt cái gốc. Mà bởi vì hệ tham ấy, mà trái với cái tham là cái sân nó nổi lên. Thế cho nên là ba cái độc tham sân si, và tìm hết cách để mà tẩy rửa cho chúng ta cái tham sân si. Hồi thời Phật là cấm tiệt, không có cái chuyện đun nấu ở trong chùa, không được phép có cái bếp.
Thế nhưng mà từ sau cũng có một vị tâm là đau thương. Thế rồi chưa kịp vào trong thành xin cháo thì đi từ Lăng Nghiêm mà người ta đến cái bến xe chẳng hạn, đấy chưa kịp xin được cháo về thì cái người chết. Thế cho nên Phật cho phép là khi nào mà có người bệnh cần dùng thì Phật cho đun bếp. Cho đun bếp là bởi vì khi nào có người bệnh cần vậy, chứ không phải là chúng mình bây giờ có đun thế này. Cái việc chúng mình sống như thế này là đạo Phật đã qua bên tàu. Các vị tàu người ta thông minh, nói chuyện tổ chứ, người ta cùng duyên cùng sự việc. Các tàu bên tàu chứ mình biết là cái khả năng nó mỗi nuốt nó một khác. Cho nên ở bên tàu mà nói chuyện đi thất thực cũng khó. Cũng như là ở bên tàu cái màu vàng này là của nhà vua, đến mình mà mặc đồ vàng là trái với pháp luật nhà vua, cho nên ta mặc áo màu đỏ đổi hẳn đi để cho làm sao cho miễn là tu được thì thôi chứ không cố chấp. Vì vậy các tổ bên tàu mới đặt ra cái chuyện tùng lâm, giờ mới có bếp, giờ mới có bây giờ chúng mình cái nếp sống của mình nó thành ra nó cũng đúng là không có đúng với cái nếp sống của Đức Phật đã bạch ngày xưa. Cái sống đúng như Phật ấy, thì mới mong cái tâm này nó mới bớt cái tham sân si. Còn bây giờ còn lo gạo, còn lo mắm muối, đấy cô đi thất thực rồi cô cũng lo cô vơ thật nhiều về. Thế rồi thì nhà nào mà cho, nhà nào mà người nào mà hảo tâm mà cho thì cứ cái nhà mà đến. Và người khác bay có phúc hay không mặc bay. Đức Phật phải bắt mình đi thứ lớp trước nữa là để cho mình đừng vướng mắc, đừng ràng buộc, mà sau nữa là để gieo phước cho tất cả chúng sanh. Hào là không quá được, mà chúng mình bây giờ không phải là tơ hào nữa, mà từng khối tham sân si chứa nặng ở trong tâm. Thế thì như thế làm sao mà làm thánh được, làm thế nào mà thoát từ luân hồi. Mà thế thì là ai còn chưa nè, những người như khi mình đã đi xin á, thì ăn xong chưa mà còn cơm thì mình phải quét mình đổ xuống đất cho cháu nó ăn. Nhưng nếu mà quét đổ mình cháu không ăn được cơm nó xin thì thấy cái đàn ma cũng thấy phải tội cũng sao mà không nghĩ. Thế mà Phật bắt vứt đi chứ không được phép để những ngày mai. Thì được phép, mình chỉ được phép giữ đến 12 giờ trưa. Quá buổi trưa một cái là thôi, không được phép nhận được của mình. Mà những thức ăn của Phật ngày xưa là người ta cúng những cái quý giá lắm, nhưng mà vứt đi là vứt thành cảnh. Bởi vì cần bảo vệ cái tham cái sân của cổ đạo. Phần cái việc của chúng mình là phải tẩy trừ ba cái độc tham sân si đại. Đó. Không, nếu mà không có chó mèo nào mà cho thì phải vứt. Nhưng mà Phật cũng dạy mình là quét đất cho nó sạch rồi đổ ở đấy để hy vọng có cái con vật nào nó đi qua nó trông thấy thì nó ăn. Thế cho nên Phật cũng dạy mình quét cái đất cho sạch rồi đổ. Nhưng mà nếu có nó ăn mà nó thấy nữa không có nó ăn thông thường là chẳng có đứa nào. Thông thường hơn đứa nào vứt đi thì thôi, chứ mà cô không có được nuôi cái lòng tham của cô. Mình không sao mà mình tiếc cái đàn na cũng tiếc. Thì cô tiếc gì thì cô tiếc, nhưng mà ông, bởi vì cô thì cô nghĩ thì đấy ngay cái tiếc nó là thảm rồi đó. Còn cô thương đàn na kính thí thì cô tu cho đến nơi đến chốn đi. Thì đàn na kính thí người ta cúng cô một bữa cơm là người ta được phước vô biên. Còn đằng này tu thì không tu để cứ lo đi tiếc cho bất chân cơm. Mà chúng ta hiểu cứ biết cái ý của Phật là như thế, thì làm thế nào đi để tiêu ba cái độc tham sân si thì chúng ta mới là người chánh mạng. Thì ăn của thập phương mới không có cái chỗ trái ý của Phật. Còn mình thọ lãnh của thập phương mà mình còn nuôi ba cái độc tham sân si thì dù là mình có ăn vào miệng mình chăng nữa nó cũng tà.
Ở trong này nó có năm loại tà mạc, mở có tà mạc thứ tư như vậy này. Nó nói là giọng nói không thoát ra ai thì sao gọi đó là tà mạc hả thầy? Thì nghĩa là những cái ông làm những cái phương pháp để ra điều ra đây, nghĩa là cứ có cái dụng ý để cho thập phương người ta cúng, thì cái đây nói hống hách ra oai, tức là cái việc làm cái kiểu có hai kiểu, hoặc là làm cho dáng ta là một vị tu hành đường hoàng để cho người ta cúng, mà cũng có vị thì làm cái dáng ra điều ta là người có quyền thế, ta là người có danh giá, ta quen những cái chỗ sang trọng, thế để cho những người thường thường ấy là người ta tưởng thế là hay lắm, thì người ta kính trọng, thế là người ta cúng dường. Như là ví dụ như cái người tập tử người ta đến chùa, rồi sau cái chùa đó thì ông thầy là ông mới ông trả là cái quen này giàu có này nọ vậy, cái người cái cố là thì nghĩa là nhiều cái hình tướng, nói cái hình tướng biết bao nhiêu cơ thể, thì cứ tóm lại là cái vị nào mà đấy cũng có những cái mưu mô cái kiểu nào mà muốn để cho người ta cũng cho ta cũng giàu cho mình thì đều gọi là tà mạn. Nhưng cái hấu khách là ai là không khó tín dụng được. Cái chuyện hống hạch ra oai đây nghĩa là cái vị này bị ra điều ta là đường hoàng sang trọng oai sang lắm, bởi vì ta có quyền thế, ta giàu có, cái muốn làm ra điều là ta làm kẻ cả, thế là người ngoài để cho những cái người nhà quê tầm thường đó ta tưởng cái vị này là quý lắm thì người ta cũng già có cái ý như thế, thì người ta cứ tưởng là giàu có, oai sang, quen thì nào là quý, khơi sở. Thế thì dù ông khơi sở kiểu nào mà ông để mưu cầu cái lợi dưỡng ấy thì đều là tà hết. Đó là tránh tinh tấn là thế nào? Rồi cô Thiện là cũng nói một câu đi đọc cái số 6 đi. Thẳng thì gọi là tránh tinh tấn. Còn cứ tinh tấn thì cãi nhau rồi thì không được. Tinh tấn chăm chỉ để cầu Niết Bàn. Vậy thế nào là tinh tấn mà cầu Niết Bàn thanh tịnh? Bàn nghĩa là gì ta? Niết Bàn diệt đạo. Trong bốn chữ khổ tập diệt đạo thì chữ nào là Niết Bàn? Đấy, thì đấy cứ diệt sạch cái ác thì là tính là Niết Bàn. Vậy thì tu đạo Niết Bàn tính là diệt sạch cái ác đi. Thì cái người mà tinh tấn diệt sạch cái ác đi thì cái người là người tinh tấn, tránh tinh tấn diệt cái ác. Trước hết là cái tâm đừng có cho nó nghĩ ác, để nó nghĩ đến cái tham cái sân thì mình phải tỉnh ra diệt tham cái sân. Trước hết là diệt cái tham cái sân ở trong tâm, thế rồi ở miệng lời nói đừng có cho được những cái tham cái sân. Thế rồi việc làm, trong cái việc làm của mình ấy, đừng có nuôi dưỡng cái tham cái sân. Thế thì cái ấy là tránh tinh tấn. Thế còn cứ loe xoe các công việc, loe xoe thì làm phước thì quý thật đấy, nhưng mà trong cái lúc làm phước ấy, mà để mà phá cái tham cái tân thi của mình đấy thì tốt. Chứ trong cái lúc làm phước ấy, mà lại cứ muốn cho mọi người ta xem, nhưng mà hệ ai người ta chi thì là giận phát cáu lên đấy. Thì như thế thì không gọi là tránh tinh tấn. Dù là cô làm chùa, dù là cô đúc chuông, dù là cô đi nuôi đám lũ lụt cái khắp cả nước Việt Nam, mà nếu mà cái tâm của cô ấy không có nghĩ đến cái chuyện quay về mà sửa cái tham cái sân đi thì cũng không gọi là tránh tinh tấn. Còn nếu mà mình làm lành làm tốt đấy, những người đi chữa những cái lũ lụt ta đi cứu giúp đấy,
mà người ta thật lòng tử tế, người ta như như thế tức là người ta phải xả của cải, phải xả các thi vờ, bỏ các thi vờ, bỏ các sức khỏe, chịu bao nhiêu cái vất vả nhọc nhằn, đó là tức là người ta xả ngã, đó thế thì là chống tinh thần. Đấy. Chỉ một lòng thương xót, thì ngay cái lúc một lòng thương xót ấy là người ta xả, xả bỏ cả thì giờ sức khỏe đến cả tinh thần, tất cả người ta không nghĩ gì đến người ta nữa, mà chỉ một lòng làm lợi ích cho mọi người. Đấy thì như thế là tránh tinh thần. Còn như bây giờ như chúng mình mà cứ vừa làm vừa la, vừa làm vừa cấu vừa gắt thế thì không gọi là tinh thần. Thế thì thà đừng làm và nên. Thực ra cái tinh tấn nó có bốn việc. Có bốn việc Phật nó ví như là cái người làm ruộng đó. Trước hết là cái ruộng của mình. Mà nếu nó đã có cỏ rồi thì mình phải vội và mình nhổ sạch cỏ đi. Một khi cái ruộng của mình nó sạch rồi, nó không có khí cỏ nào nữa, thì mình phải trông chừng, đừng có để những các cái hạt cỏ ở đâu nó vươn vào, những cái rễ cỏ nó còn nó vươn vào. Mình phải trông chừng, phải để ý giữ cho nó sạch được mãi. Cái ruộng của mình chưa cấy lúa thì mình phải vội vàng đúng thời tiết cấy lúa, chứ không có để cái ruộng bỏ không. Mà nếu mà mình đã cấy lúa rồi thì mình phải trông chừng, tát nước, nhổ cỏ, để ý làm sao cho cái cây lúa nó tốt, nó được tốt đẹp cho đến mùa được thu hoạch tốt. Đấy là lấy cái khí độ. Đấy, cái tâm địa của chúng mình cũng thế. Nếu mà nó đã có cái ác, mình biết là trong cái tâm mình nó có một cái thói xấu gì đó, thế thì mình phải chừa cho sạch, nhổ cho sạch hết những cái xấu ở trong tâm mình đi. Bất luận nó còn một cái ác nào, một cái xấu nào, hoặc là nó tật đố, hoặc là nó hay lùng củng, nó phiền nhập. Đấy, bất luận một cái xấu nào ở trong tâm địa mình thì phải tinh tấn mà nhổ nó đi, đào bới vứt đi. Đấy là cái việc mình phải làm vội vàng, làm ngay, mà làm cho đến kết quả thì thôi, chứ không có bỏ tờ ra. Việc thứ nhất là trong cái ruộng tâm địa của mình, mà nếu nó có những cái xấu thì cái việc tránh tinh tấn đầu tiên là phải nhổ hết những cái ác vứt đi. Thế rồi bây giờ mình ngó lại cái tâm mình thấy nó sạch rồi, không thấy nó có cái tật xấu nào cả, thì mình phải đề phòng cẩn thận. Hàng ngày phải ngó lại cái tâm của mình, đề phòng từng tâm niệm một, đừng có gần những cái người xấu, người không tốt, bởi vì đừng lây những cái xấu của người khác, đừng đi theo những cái lời nói của mọi người, mà người ta gieo những cái hạt giống xấu vào tâm địa mình. Đấy, đừng bắt chước. À, đó, Phật thì đã lành chả nói làm gì. Còn như nhân dân là những người tu như bọn chúng mình sang bên ấy, đó, nhân sang bên ấy thì người nào cũng sẽ là nhất sinh bổ xứ hết. Đó, cả cô Thiện Lạc, cả Tâm Nhẫn, cô Quang Thọ, người nào cũng được nhất sanh bổ xứ hết. Thế nào gọi là nhất sanh bổ xứ? Trời là thành Phật. Nhất sanh là một lần sanh về khỏi ấy liền bổ vào cái chỗ làm ông Phật, xứ là cái chỗ bổ xứ. Thế là dù là người giỏi hay người kém, nhưng mà một khi đã vãng sanh ấy thì quyết định thành Phật. Người nào cũng thành Phật cả. Thì ở đây nói cái lý do bởi vì vô lượng thọ. Nghĩa là mình tu mà mình dốt đến đâu thì mình dốt,
Nhưng mà hôm nay chưa được thì ngày mai chưa được thì ngày mốt. Vì mình sống lâu mãi mãi cơ mà. Cho nên là cứ tu hoài đi rồi thế nào rồi cũng tới cái ngày mình được nhất sanh bổ xứ thì thôi. Cho nên chỉ sợ không được vãng sanh, chứ một khi đã vãng sanh thì nhất định thành Phật. Tiếp. Ngài không nói là bởi vì mình, Ngài nói được nhất, ai cũng được nhất sanh bổ xứ vì vô lực họ. Thế không phải nói là bởi vì mình được chứ. Chứ còn nói thế nào, ta nói rõ thế rồi còn gì nữa. Thế cô còn muốn nói nào nữa? Bởi vì mình có vãng sanh về, có thực là ai đi đàn mới được cái nhất sanh bổ xứ, tức là sao? Thì vô lượng thọ, về cõi cô mới vô lượng thọ, chứ ở cõi này cô làm gì mà vô lượng thọ? Thì đang nói chuyện cái người ở bên cõi cực lạc. Dạ. Thế thì người ta vô lượng thọ, cho nên người ta mới nhất sanh bổ xứ. Nghĩa là bởi vì vô lượng thọ cho nên mình một đời thành Phật được. Ừ. Thầy vừa mới nói xong, dốt đến đâu thì dốt, năm nay mình chưa thành thì sang năm. Mà 100 năm mình chưa thành thì 200-300 năm. Mà 300 năm mình chưa thành thì 5-7 kiếp mình sẽ thành. Nhất định là mình cứ sống mãi ở bên đấy cơ mà, vô lượng thọ. Cho nên là có thể là 70-80 kiếp nữa mình mới thành Phật. Nhưng mà nhất định là thế nào cũng thành Phật. À, tức là ở cõi ta bà này á, thì ví dụ mình chỉ 100 tuổi thôi, mình chưa thành Phật là mình đã mất rồi. Thì chết rồi, thế anh em mình không có nói chuyện được. Rồi đọa lạc đi các cõi khác rồi lại còn nó mê muội đi. Còn đằng này là cứ vô lượng thọ, cứ ở ly ở bên ấy cho đến bao giờ thành Phật thì thôi. Thế mới là cái lợi của những người vãng sanh như thế, mà lại không bao giờ thoái cả. Vậy chúng ta nên nhớ, rời bỏ tâm vô lực quan họ, chúng ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A Di Đà. Nghĩa là thế nào? Chúng ta đặt tên, cái tên, cái tâm ấy, ta đặt tên tiếng Tàu thì gọi là vô lượng quan họ, mà tiếng Ấn Độ thì gọi là A Di Đà. Đấy, khi người ta đặt tên cái tâm ấy, cái chân tâm của mình tên là A Di Đà. Thế cho nên rời cái chân tâm ra làm gì có cái tên A Di Đà. Thì cũng như người ta đặt tên sư cô là Hoa Nghiêm. Thế bây giờ đi tìm Hoa Nghiêm rời cái thân này ra, chúng mình đi tìm Hoa Nghiêm ở đâu? Tiếp. Và rời bỏ danh hiệu Phật A Di Đà thì cũng thật khó cho chúng ta chứng được cái tâm vô lượng quan họ. Nghĩa là thế nào? Bảo cũng thật khó, chứ người ta đâu có bảo không thể được. Nghĩa thế nào? Chúng ta thấy ở trên ấy, rời bỏ cái tâm, cái chân tâm ra thì chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu A Di Đà. Nghĩa là nhất định, thế mà rời cái chân tâm ra thì không thể có danh hiệu Phật A Di Đà được. À, còn cái câu dưới ấy, thì rời bỏ cái danh hiệu A Di Đà thật khó cho chúng ta chứng được cái tâm vô lượng quan thọ. Thì đấy nó có cái cách nói của người ta nó có ý. Câu trên ấy là quyết định không được, còn cái câu dưới ấy thì không phải là quyết định không được nhưng mà khó lắm. Thế thì nghĩa là cái nghĩa là người ta định nói cái gì đấy? Đúng mà, nếu mà rời bỏ cái chân tâm vô lượng quan thọ ra thì quyết định là không có cái tên A Di Đà. Thế nhưng mà nếu rời bỏ cái danh hiệu A Di Đà ra thì người ta không tu cái pháp môn tịnh độ thì người ta tu thiền. Đó, có người trì chú, mỗi người tu một pháp môn khác nhau thì người ta cũng có thể thành Phật được chứ không phải không. Đấy. Thế nhưng mà chỉ có một điều là khó thôi. Còn những người Nam Mô A Di Đà Phật trở về với cái tâm vô lượng quang thọ, đó là con đường dễ nhất. Còn nếu mà tu thiền hay là trì chú để cầu trở về cái tâm vô lượng quang thọ thì thật khó cho chúng ta. Khó nhưng mà người ta làm được. Có nhiều người đó, chứ đâu có phải chỉ có một pháp môn tịnh độ. Nhưng mà dễ nhất thì chính là môn tịnh độ này. Thế đấy, ý tổ muốn nói là tu môn tịnh độ thì là cái đường dễ.
Nhưng mà những người ta tu cái khác người ta cũng chứng được. Thế là, thế nhưng mà nếu mà rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ thì cái danh hiệu A-di-đà là cái tên xua, không có. Nhưng mà rời bỏ cái danh hiệu Phật A-di-đà đó, mà muốn trở về cái tâm vô lượng quang thọ, nếu rời cái danh hiệu ra mà muốn trở về thì khó. Thầy Trác nhắc nghĩa không? Con nói cách này có được không bà thầy? Có nghĩa là cái chân tâm bản tánh của con, cái tâm vô lượng quang thọ này, con muốn trở về thì con nắm cái danh hiệu Phật A-di-đà để con trở về. Thì dễ. Dạ. Nhưng mà cô tu pháp môn khác cũng được. Dạ. Nhưng mà khó. Dạ. Thế còn cái câu tiếp nữa, Thầy Giác làm tiếp kia, tôi cầu quý Ngài. À, tốt, nam mô Như Lai Phật. Con cầu quý Ngài nên bẻ ý nghĩ kỹ về hai nghĩa này. Tôi cầu nguyện quý Ngài nên tìm hiểu sâu xa hai nghĩa này. Các bạn tí đi, tôi nói trả đến nội thừa. Dạ, bà thầy, hai cái nghĩa là... Chúng cô tự giác để ý nghĩ kỹ về cái câu chuyện đó. Mà rồi thì Ngài lại nhắc nữa, tôi cầu nguyện quý Ngài tìm hiểu sâu xa hai nghĩa này. Đó. Cầu nguyện của Thầy Giác để ý nghĩ kỹ về cái nghĩa này. Rồi lại cầu nguyện của Thầy Giác tìm hiểu sâu xa hai cái nghĩa này. Tức là Ngài định bảo gì bọn mình đây? Dạ bà thầy. Mà để ý, để ý tịch nã. Chúng mình nói chữ để ý là đủ rồi, Ngài thêm nghĩ kỹ. Thế rồi câu dưới ấy, thì Ngài thỉnh tìm hiểu. Chúng mình nói với nhau là tìm hiểu đi, được rồi. Nhưng Ngài phải tìm hiểu sâu xa đó. Cái gì mà Ngài nhấn chúng mình vào cái câu này như vậy? Mà thầy, sở dĩ Ngài nhấn như vậy? Để tin rằng chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà thành Phật được, mà lại dễ thành Phật hơn tất cả các pháp môn khác. Đấy, giản dị như vậy, dễ dàng như vậy mà thành công lại nhanh hơn và chắc chắn hơn tất cả các pháp môn khác. Tại sao thế? Nghĩ kỹ thì phải cho lý do cho người ta hiểu tại làm sao mà cái việc làm quá dễ như thế này mà lại bảo rằng thì là thành Phật mau chóng, mà lại bảo đảm thành Phật nữa, mà lại thành Phật mau chóng hơn tất cả các pháp môn khác. Thế thì sao? Cái người ta tu lục độ vạn hạnh tội nghiệp, xả hết thân này sang thân khác, làm việc Phật kiếp này. Cụ Thích Ca nhà mình đấy, cụ tu là phải ba A Tăng kỳ kiếp. Mà muốn hiểu cái con số A Tăng Kỳ ấy, thì giờ bộ Hoa Nghiêm mấy tờ thế này mới nghĩa là cứ cho chúng mình chỉ hai là bốn, rồi bốn lần bốn là 16, ví dụ như thế. Thì của Ngài cứ bất khả tư nghì là bao nhiêu bất khả thuyết, rồi lại mỗi một bất khả thuyết là bao nhiêu không thể nghĩ bàn, mỗi một không thể nghĩ bàn là bao nhiêu mật, như thế cả một phẩm. Cho nên thầy cứ tụng Quân Hoa Nghiêm đến cái phẩm mới thể bỏ. Toán số mà cái con số A Tăng Kỳ là phải cả một phẩm mà con số A Tăng Kỳ là gần chót. Thế thì biết là bảo lâu lắm mới được một A Tăng Kỳ. Thế mà không phải A Tăng Kỳ năm. Đấy, thì bây giờ làm sao mà tin được cái việc này? Đấy, cho nên đây tổ mới bảo chúng ta phải để ý mà nghĩ kỹ, tìm hiểu mà tìm hiểu sâu xa để mà tin được. Sao tại sao thế? Tại sao lại dễ ở như vậy? Thì cái tâm của mình ấy thì đã đành là nói thế thì đơn giản thật, mà cũng thành công thật. Nhưng nếu chỉ có cái lực của mình thì người ta nói là đem cái kim mà bỏ ra ngoài sông, một cái kim nó cũng phải chìm, phải không?
Nhưng mà cả tảng đá thật to mà để trên cái thuyền này đi qua được không? Nó không hề chìm. Thế đấy, chúng mình trở về cái chân tánh đã đành, nhưng mà còn phải nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà. À, nguyện lực của Phật, cái oai thần phúc đức lực của thật, cái oai thần của danh hiệu. Thế thì chính cái tâm mình trở về, mình đã nhận ngay được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, rồi cái tâm niệm mình trở về, thì nó mình đã có một cái lợi ích rồi. Niệm là nhớ ra, mình cứ quên thì bây giờ mình cứ nhớ thôi, cứ mỗi niệm mình lại nhớ ra, mỗi niệm mình lại nhớ ra. Thế thì mình đã được ích, mà lại còn thêm cái nguyện của Phật, nó như chiếc thuyền. Thế mình niệm Phật à, mà lại được cái chiếc thuyền của Phật cho mình đi, rồi lại cái danh hiệu, cái công đức của cái danh hiệu của Ngài. Đó. Thế cho nên như là thuyền mà lại xuôi gió nữa. Thế cho nên mình mới đi được. Cái pháp môn tịnh độ là nó có tự lực mình đã đành, mà còn kèm thêm cái tha lực. Mà cái tha lực của Phật là quan hệ. Thầy đã nhắc rằng thì là như phẩm phổ môn đó, Đức Quán Thế Âm này độ chúng sanh ở trong phẩm phổ môn đó, đó là lực dục của Bồ Tát. Còn kinh A Di Đà là lực dụng của Phật. Như vậy là như thầy nói, sở dĩ cái danh hiệu Phật A Di Đà nó đơn giản và dễ thành công, nó có ba ý. Con nhắc lại cho thầy. Ý thứ nhất đó là chính cái danh hiệu Phật A Di Đà là mình trở về cái chân tánh của mình. Mình từng niệm mình nhớ ra. Thì gọn quá rồi, cứ việc nhớ ra, bởi vì mình quên, tánh mình sẵn đấy. Chỉ bởi vì mình quên thôi. Thế bây giờ dùng cái phương pháp nhớ ra thì là mình trở cái gọn quá đi. Còn thứ hai là chính cái danh hiệu của Ngài, là cái hồng danh của Ngài nó có oai thần cho cái công phu tu biết nhận hạt. Cái điểm thứ nhất là cái nguyện. Rồi từ cái nguyện đấy nó mới khiến được cho cái danh hiệu của Ngài nó có công đức. Bởi vì mình niệm danh hiệu tức là mình niệm tới Ngài. Thế thì nghĩa là tu tịnh độ lợi hơn tu các pháp môn khác, bởi vì nó có hai phần là tự lực và tha lực. Thế còn các pháp môn khác là tu tự lực thôi. Mà lực của phàm phu thì bò cho đến bao giờ đến nơi. Đấy, kinh Pháp Hòa đó, có bổn môn và tích môn. Thế đấy, thế rồi từ đấy là đi, cứ mỗi khi giảng về chư Phật thì cái kia làm hai, bổn và tích. Bản mà thế nào là phân tích, là sự tích. Thế còn bản cội gốc tức là cái pháp thân, tức là cái pháp thân là chân tâm bản tánh, cái tánh giác, bản giác vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì Ngài cũng có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Ngài là phần bản. Thế còn phần định bản thì tất cả chúng ta ai cũng là có pháp thân, cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà còn về phần tích, sự tích ấy, thì mỗi người là một khác nhau. Thế thì như Đức Thích Ca cũng có phần tích. Sự tích của Đức Thích Ca là làm hoàng tử rồi đi tu. Thế còn sự tích của Phật A Di Đà đây là ngài tu là pháp tạng tỳ kheo, rồi Ngài thành Phật ở bên Cực Lạc đã 10 kiếp này rồi. Đấy là nói về phần hình tích. Ngài tu cho mình thành Phật, là đồng thời tu cho mình thành Phật mà lại cho cả chúng sanh thành Phật. Chính là thầy đã cho mình thành Phật mà đồng thời cho tất cả chúng sanh thành Phật. Nghĩa là một lòng một dạ Ngài lo cho tất cả 10 phương chúng sanh. Từ đấy lòng Ngài chỉ làm thế nào để cho tất cả chúng sanh nó thành Phật được. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Thích Ca cũng nói làm thế nào để đưa tất cả chúng sanh vào trí tuệ Phật. Đấy, thế là chư Phật các Ngài chỉ có thế.
Chứ các ngài không phải cầu Phật để cho, không những là cho mình giác tỉnh, mà là cầu để cho hết thầy chúng sanh đều được giác tỉnh, đều được thoát khổ. Thế thì mỗi một lần ngài tu thì ngài đều nghĩ đến là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Thế cho nên chúng mình bây giờ là học trò, chúng mình cũng theo cái gương của ngài này. Để mỗi khi mà học xong một bài này, chúng ta cũng nói lên là học kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng ước con hồi hướng, khắp nguyện trần lịch bao chúng sanh phượng về cõi Phật quang vô lượng. Đó thì mình niệm Phật cho mình về cực lạc, mà đồng thời là hồi hướng cho tất cả chúng sanh cùng về cực lạc. Thế thì đấy, vậy thì chính chúng mình bây giờ cũng đang tu cho mình và đồng thời tu cho tất cả chúng sanh. Thì Đức Phật hồi xưa ngài cũng thế, ngài tu cho ngài đã đành, mà ngay cứ mỗi công đức là ngài cũng cho tất cả chúng sanh để cùng thành Phật đạo. Thế thì vì thế cho nên ngài Phật tu cho mình mà đồng thời tu cho tất cả chúng sanh thành đạo. Đó. Vậy ta đem tâm tín nguyện mà niệm Phật thì mỗi niệm mỗi thiện chúng ta cũng thành cho mình, và cũng đồng thời chúng ta cũng thành cho tất cả chúng sanh. Có phải chúng ta đọc không? Mỗi một lần học kinh là đọc cái bài hồi hướng, mỗi một lần làm một cái công đức gì cũng đọc cái bài đó. Thế cho nên chúng ta tu cho mình mà thật ra là mình cũng tu cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên kinh mới nói rằng nhất thành. Thế nếu một ông Di Đà ông ấy thành là tất cả đều thành, bởi vì ông ấy đồng thời là ông ấy cho tất cả chúng sanh. Thế thì chúng mình bây giờ cũng thế, để chúng mình mà được một tí công đức nào là tất cả chúng sanh cùng chung cùng được hưởng, bởi vì chúng ta đọc cái bài hồi hướng đó, chúng ta đọc bá thí công đức cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Thế cho nên một người được là tất cả cùng được. Đây là cái pháp môn hồi hướng. Nhất thiết phần Ông trong kinh Địa Tạng thì có nói đấy. Mình vì người chết mà mình làm phước thì chính mình hưởng sáu, còn cái người chết ta hưởng có một thôi. Thế thì bây giờ mình chính mình làm công đức mà mình hồi hướng cho chúng sanh thì dĩ nhiên là bao giờ mình cũng được nhiều hơn, mình cũng được về thành Phật sớm hơn, nhưng mà cũng là cái cơ duyên để cho tất cả chúng sanh cùng thành Phật đạo. Bởi vì bây giờ mình nguyện như thế, thế thì mình thành Phật trước, nhưng mà tất cả chúng sanh đều có duyên cả, mai đây là cùng thành Phật đạo cả. Này ở đây có câu là chúng ta chẳng hỏi khi lường được phần bản, tức là nói cái phần bản tức là nói về cái chân tâm bản tánh. Cái đó chúng ta biết làm sao được, chúng ta chỉ học kinh là chúng ta hiểu theo cái ý thức phân biệt thôi. Chứ chúng ta chưa có thể nhập được cái phần này. Nhưng mà nói phần bản của chư Phật là chứ đâu phải phần bản của chư Phật. Bản của chư Phật mà phần bản của mình chả biết làm nào nhỏ. Tức là nói về cái pháp thân, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng ta đọc tiếp phương pháp nguyện. Thế nào? Được đến chỗ nào? Nhân vô thượng. Thế nào là duyên vô thượng? Chính cái tâm của mình, cái tánh Phật của mình, nó đang niệm Phật đâu? Đó là cái nhân. Cái tâm của mình cũng là tánh Phật rồi, mà nó lại biết niệm Phật, nó lại làm cái việc niệm Phật. Chứ nếu mà nó niệm những chuyện ma đen ma lọ thì không nói làm gì. Nói bằng này tánh của nó đã là tánh Phật mà nó lại biết niệm Phật. Đó là cái nhân. Nhân là cái tâm mình nó đang niệm Phật đây. Thế thì còn có cái gì hơn nữa? Tâm của mình chính là tâm Phật. Đó là tánh Phật đó. Thế mà nó lại làm, nó lại niệm Phật.
Chứ nếu nó lị nguyện những chuyện bậy bạ thì nó lại mất công đức. Còn đằng này nó niệm Phật là hết, không còn cái gì hơn nữa. Thế cho nên gọi là cái nhân vô thượng. Thế còn cái duyên ấy là ông Phật A-di-đà, mình niệm ông, mình duyên vào ông ấy, để mình đi về cực lạc. Cho nên cái duyên, mà duyên đây ấy không phải ai cuồng, duyên lại là ông Phật A-di-đà. Thế thì còn có cái duyên nào hơn nữa, cho nên gọi là cái duyên nó vô thượng. Thế chuyên cầu và tâm tần đồ vì nhân ác nghiệp mà về cõi thánh. Con vừa mới bảo các con hãy đến có thể những cái công đức này. Điểm thứ nhất là mang ác nghiệp mà về ở với các thân thánh, đó là một, là một cái đó coi như là đặc biệt lắm, không thực tưởng tượng được. Ác nghiệp mà lại về ở với thánh. Đấy, tựa hồ như trái hẳn với cái lý nhân quả. Đấy, thế là đó là một điểm đặc biệt. Rồi cái thứ hai, rẽ ngang ra khỏi tam giới. Đó là cái thứ hai. Rồi được ở cõi đồng cư. Đồng cư là cõi thấp nhất đấy. Nhưng mà cái cõi đồng cư này nó đủ cả bốn cõi tịnh độ. Thế là ba cái đặc biệt. Rồi thì lại tuy rằng mình ở cõi đồng cư mà mình được nghe pháp luân của cả bốn giáo môn, thế là bốn cái đặc biệt. Thế rồi mình được thấy cả ba thân Phật là năm cái đặc biệt. Rồi chính đủ ba ngôi bất khoái là mấy, sáu là đặc biệt. Rồi nhất sanh bổ xứ là bảy cái đặc biệt. Rồi thành ông Phật nữa là thêm một câu nữa, thành tám. Tám điểm. Mà tám điểm này không thể nghĩ bàn chứ không gọi là tám điểm thường. Thế bây giờ con nhận nghĩa từng điểm một. Con nên bây là một kết rằng Đức Phật đã chỉ điểm cho bao nhiêu công đức tuyệt vời như thế. Thành những bậc có trí lưu tâm nghiên cứu kỹ đi. Sao Ngài không bảo mình là niệm Phật đi cầu vãng sanh, mà Ngài lại cứ dặn vò của tuổi giác là lưu tâm nghiên cứu đi. Sao thế? Bạch Thầy, bởi vì con lưu tâm con nghiên cứu thì con hiểu được thì con mới tin. Thế đấy, tin thì tự nhiên con sẽ làm. Bởi vì thành phố đông người, những vị học cao, học giỏi, tu các thứ, người ta coi thường cái pháp môn này dễ, người ta coi thường đi. Thế cho nên đôi tổ mới phải thiết tha chỉ điểm bảo cẩn thận đây. Khi cái kinh A Di Đà đọc nghe tưởng là dễ ợt đấy, thế nhưng mà Phật chỉ điểm với cái công đức tuyệt vời như vậy, mà những cái công đức mình không ngờ cả, những cái chuyện đặt trên mây mình nghĩ bao giờ mà mình bước tới, mà rồi Phật đưa vào tập tay cho mình mà mình lại cúi đi cũng nhận. Cái bây giờ con nhận từng câu một để nhận tám cái công đức tuyệt vời. Bây giờ nhận từng câu một, mình tìm hiểu từng bậc mình còn chưa hiểu nổi. Mang ác nghiệp mà về cõi thánh thì đặc biệt khuyên cầu mình vãng sanh tịnh độ. Là bởi vì nó có tám cái lý do này. Điểm thứ nhất là mang ác nghiệp về cõi thánh, nữa là thế nào? Thì phải là thánh thì mới được về cõi thánh. Mà bây giờ mình tham tu mà mình ngông ngang thì về đến cõi thánh. Đây là một cái chuyện chỉ có kinh, có Phật A Di Đà ông mới dám nguyện cái chuyện này, chứ còn các nơi đâu có bao giờ mà lại diễn tả cho tham tu nữa, mà về ở chung với ông thánh nữa rồi. Thầy, thầy phải thường những người mình mang ác nghiệp thì phải thắng là còn ở trong bỏ hoa phèn không thầy? Đúng rồi, tao thằng lâu phải sang đến học, nhưng mà cứ biết là sang đêm đến ngồi ở trong hoa phèn còn hơn là ở đây rồi vào trong địa ngục ngồi ở trong lửa địa ngục, chuyện nào thích hơn? Ngồi có bỏ thọ đúng hoa phèn vậy ha. Để ngồi ở trong hội xem ở bên anh cũng lâu chứ không phải chóng đâu. Thế nhưng mà lâu mà
mà thành Phật thành tổ. Còn đằng này ở trong địa ngục chịu khốn khổ bao nhiêu, xong rồi ra làm chó làm mèo, đến bao giờ mới được làm người, nên tu bao nhiêu biết bao giờ mới được giải thiện. Đấy là tu còn ở trong hoa sen, nhưng mà ngày nào cũng có Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí tới giảng kinh nói pháp cho nghe, để tiêu tiêu những cái ác nghiệp của mình đi. Đó là một một cái không thể bị bàn. Một cái thứ hai nữa, nó đi ngang chứ nó không đi đập. Thế nào là đi đập mà thế nào là đi ngang? Khi tưởng đó, ông nó ở trên đỉnh vô sắc giới, mà rồi ông nó dọa thành xuống một con tổ. Thế thì về sắc giới mới vô sắc giới, mà cụ làm cái gì? Ra thì đi đập cũng không được, bởi vì cái vô sắc giới nó vẫn ở trong cái vòng luân hồi. Lên đến đỉnh lên nó lại hồi trở lại đuối, đến rồi lên đến đỉnh nó lại hồi trở xuống. Đó. Cái vòng luân hồi đó, cái vòng làm sao mà chỗ nào mà đi ra. Đó. Thế cho nên nó nói đi giật như cái không đúng. Đấy. Các vị tổ cứ lấy cái thí dụ cái chuyện đi giật nó đi ngang. Thí dụ như cái con mạc đó, nó đục cái cây tre, cây tre, cái ngọn tre thẳng này. Mà nếu nó đi từ dưới mà nó đi thẳng dọc lên trên ngọn để rồi nó đi ra thì gần, hay là nó ở ngay cái thớ tre đó nó đục ngang nó đi ra thì gần hơn. Cái nào đi ngang hơn? Thế cho nên cái ông đi ngang lãi hơn. Thế đây bây giờ mình cũng thế, mình đi ngang qua, đi ngang ra khỏi tam giới, nghĩa là mình chỉ có việc một việc niệm Phật. Đã. Chứ còn nếu mà cô muốn đi gặp cái thì như Đức Thích Ca, tu ba A Tăng chỉ tiếp, hay là bây giờ có phải giỏi nữa, Đức Phật thành Phật rồi mà chỉ đường cho mình, thì cô tu theo kinh Hoa Nghiêm, trải qua 54 ngôi thánh mà, rồi mới đi, thế như thế là đường đi gặp. Đức Quan Âm cũng là đi dọc hết á. Không, Đức Quan Thế Âm là tu phản văn, là đi ngang. Nhà đi ngang, tu phản văn. Thì có hai pháp môn nó gọi là viên đốn. Một cái phản văn của Đức Quan Thế Âm với lại cái thực độ này là hai cái gọi là đi ngang thôi. Nói là năm mươi bốn ngôi đi từ thập bốn thập trụ thập hồi hướng đấy đi đi lên trở lên những diệu giác đẳng giác. Đúng giác chỉ có vậy thì tâm của thầy nhận tình thẳng á, nghe tâm là đúng giác. Bởi vì cũng phải đi đủ 54 ngôi như thế. Cái con đang ngồi đi ngang này không thấy nói ngồi nào cả. Thôi mà thầy có hỏi là thấy tắt tu thiền thì nhịp thấy gì thì thấy, chứ cũng phải đủ 54 ngôi rồi mới thành Phật được. Nói cái chuyện thành Phật đây là cái ngày mới thấy thành thấy mới ngộ, mà từ ngộ đến đứng chứng, từ cái chỗ chứng đó là phải đủ 54 ngôi. Có cái pháp môn này bởi vì có A Di Đà, cho nên mới có cái đặc biệt. Ông Thích Ca mới đặc biệt nói kinh này. Thế thì thật đấy là điểm thứ nhất. Hai rồi. A Thạc. Thế là hai rồi. Thế là gì nữa? A Thạc. Thế là gọi đông. Bốn tầng đồ. Thế là thứ hai. Thế là con vật lễ mà. A Di Đà. Ông tự lễ đấy, thập báo trang nhân độ, rồi thì rồi cái tu thiện tu độ, rồi thì chẳng cứ tại đồng tu này là đến tại đồng tu. Nhưng mà những người nào mà đối nghiệp thì mới phải ở cũng ở tại đồng tu, nhưng mà ở cái cảnh giới như con vừa nói ở trong hoa sen. Còn những cái việc mà người ta đã ngay bây giờ cái năng lực là sao, thì cả ngày sang đêm nó chỉ có một ngày một đêm mà hoàn thành các vị thượng thì có
ngày mà cũng thế thì cái ấy là thật có các cõi như là quyền trực quan cho Phật báo cho nguyên bản hỏi của Phật của Bồ Tát tuy rằng phải hỏi rằng tuy mà tại đó cũng có đủ bốn cái trực độ này các Phật của Bồ Tát thế thì chạy lại tăng tròn mắt của người Phật mình là thằng tu mà mình sang ở với ông Thánh sẽ là một chuyện lạ và mà cái thằng cái quái phận cái quái mà mình sang ấy mình lại được một nguyên cả biến chuyện cực độ này cũng là có quái của Phật thế rồi lại còn một cái thứ năm giờ những cái thứ năm chẳng những là được ở chung ông Bồ Tát mà lại còn được học nghe pháp luân thực cả biến đóng đến bốn năm học trò lớn mẫu giáo nghe những bài của kỹ năng thứ gì mà đây và được nghe cả bốn năm là bởi vì mình đã là cái anh ác nghiệp mà anh về đồng cư đấy. Cho nên trong cái xóm đồng cư ấy cũng có người cao người thấp. À, bây giờ này có người nó không học lớp 12, nó không học lớp 10, nó ở bên ngoài nó học một mình, trong nó đi chơi phú tài, nó đổ tốt, nó lên nó học đại học. Thì đấy, thì đây là cũng có bên ấy có cái kiểu như thế. Thấy, tức là gọi thường thức quan là gọi Phật. Thật báo trang nghiêm là gọi của các đại Bồ Tát. Thế mà mình chúng mình nghĩa là ngồi đấy mà nghe bốn cái đáp giáo môn này thầy tưởng là việc nghe sấm. Ở đây mình còn hiểu thôi thầy, nên rất là mình hiểu hơn nữa đó. Thật không biết. Còn đó là mỗi lần mà tắm cái nước tắm con đứt này là thầy. Hai chú trí tệ là thì đấy nó có nhiều thế cho nên cái nguyện của Phật Di Đà đó nó cứ có nhiều những cái thắng duyên để cho mình sao dễ xa dễ tình. Và thầy, chưa tự thắng chưa đoạn là cái cõi thứ ba, còn cõi thứ tư là cái đồng cư rồi thầy. Và đồng cư này? Là cái đồng cư là đồng cư là phàm phu ở chung với ông Thánh. Nghĩa là có bao nhiêu Thánh người ta ở đấy rồi. Rồi mình về mình ở chung với người ta. Chỉ có một hai chữ là đồng cư thôi. Trời ơi, có đồng cư thôi. Vì các vị bất lễ nhớ một tôi chẳng nhớ rõ. Là cái tóc lá. Cái tại cái là gì? Các vị hay tụng kinh lắm hoa hay có cái lễ đó. Thực độ A Di Đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân biến pháp giới chư Phật Phật báo cha nguyên độ A Di Đà Như Lai vi trần tướng hảo thân biến pháp giới chư Phật phương tiện hữu dư độ phương tiện thầy không nhớ nữa lâu quá rồi không lỡ tên phương tiện gì đó phương tiện độ A Di Đà Như Lai à gì nữa xong rồi đến cõi thứ tư là gì? Thân căn giới đại thừa. Thân căn giới đại thừa. Rồi thân hóa vãng mười phương. Cái đại thừa tức là cõi cực lạc mà mình học đây này. Là thân căn giới đại thừa. Tức là cõi đồng cư này. Tức là cõi đồng cư này. Thân căn giới đại thừa. Thế còn cái hóa thân. Thân căn giới đại thừa là sao mà thân? Thì cái thân của Ngài là thân căn là thân mình. Thân căn giới đại thừa tức là cái đại thừa là cái cỗ xe lớn để chở tất cả chúng sanh nhớ chữ đại thừa đó. Thế cho nên cái thân của Ngài ấy, cái căn cơ ấy cái cảnh cái chữ giới đó là gọi là chúng mình nói 18 giới đó. Chữ giới là cái danh giới là cái địa thế như thế cái danh giới thế là cái thân của Ngài là thuộc về đại thừa à. Cho nên cái thân căn của Ngài thuộc về đại thừa cho nên mà có cái khả năng để độ cho tất cả chúng sanh vì vậy mới có, tức là cái cõi đồng cư này vừa là thánh chúng sanh như ở chung với ông Thánh này thế là thân căn với đại thừa thế rồi cái thân hóa vãng mười phương thế là ở đấy lễ năm gọi cả thầy
Không những là được ở cái cõi ấy mà lại còn được học cái giáo môn ấy nữa. Thời thường như thế thì việc nghiệp sống. Thế nhưng mà nghĩa là đây nói về cái lợi ích ấy là bởi vì đối với những người có khả năng. Có nhiều người người ta có khả năng, người ta tiến thẳng lên cao. Thế lại đồng thời thấy cả ba thân Phật. Là cái thứ mấy rồi? Thứ sáu mà. Thứ năm rồi. Vừa thấy pháp thân, vừa thấy ứng thân, và vừa thấy cả hóa thân nữa. Đấy. Chứ đâu như thành người đấy. Báo thân, ba thân, chứ cái ứng với cái hóa thì coi như một. Mà Ngài được thấy pháp thân, Ngài lại thấy báo thân, rồi Ngài lại thấy hóa thân nữa. Như vậy là ở trên đó là người ta thấy, ai cũng thấy như nhau cả. Chứ ông như thầy hồi nãy thì thầy nói thầy, thầy nghĩ là tùy căn cơ. Nghĩa là về tới đấy, nếu mà tuy rằng chúng mình ngồi đây chung với nhau thật, nhưng mà trong chúng mình cũng có người nặng tội, có người nhẹ tội, có người có cái khả năng đấy. Cho nên tới sang đến bên ấy, có người có tâm thấy thân pháp thân Phật. Nhưng mà như cái câu bé nó vừa mới đọc ban nãy, những cái câu gì mà, câu ban nãy mình có vừa mới đọc xong, nó vừa mới đọc xong cái câu, câu ban nãy chỗ 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 trang 80 mấy mắt thầy cái rõ lắm, thứ ba cô tâm nhận nó vừa mới giảng đấy, thấy chưa? 81 dòng thứ ba. Nếu được sanh sanh về cõi an lạc thì sẽ tự thấy viên hòa dung hợp với khắp mười phương, đó là thấy Đức Vô Lượng Quang, thấy Phật A Di Đà, tức là được thấy tất cả chư Phật. Ở đây là tức là sang đến cực lạc một cái là liền thấy pháp thân của Phật. Mà đã thấy được pháp thân thì hẳn là báo thân, ứng thân thì cái gì mình sẽ thấy. Thầy không biết là cái lúc ở bút sen có thấy hay không, nhưng mà có thể là nở bút sen rồi thì mình sẽ thấy cái này, thì thầy không được rõ. Như là mình ban đầu là bút sen để khi nào cái pháp mình ra ra thôi lại vô lại bút sen. À không, ở bút sen không thấy. Ở bút sen không được thấy Phật. Đức Quán Thế Âm còn phải đến để giảng pháp cho được cơ. Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh. Phải hoa có nở lúc bây giờ mới được thấy. Và thầy, nhưng mà trong lúc mình coi trong bút sen đó thì mỗi lần nghe pháp mình cũng mới ra ngoài mình nghe rồi mình lại mua lại. Mình vẫn ngồi ở trong cái hoa sen, mình chưa được thấy Phật. Ăn uống tại, nói luôn đó. Nhớ không phải hoa sen của cô ở bên nào. Thôi nói là mình là ăn uống tại trong bút sen đó luôn. Thì đã đánh, mà ở trong cái bút sen ấy còn rộng hơn cái chùa Đăng Nghiêm của cô nhiều. Nói là cái bút sen chúng ta rộng lắm. Bởi vì cái hoa sen to lắm mà. Tức là mỗi người một nhà khó ta dần á. Thì ở cái hoa sen đấy nó có đủ hết cả những các thánh viên sung sướng yên ổn đầy đủ hết. Thì có cái điều là chưa được thấy Phật. Hay nha. Vậy là trong cái quyển Tây Du Ký hay là gì con có qua bao nhiêu lần rồi thầy? Con nói là cái người mà sanh về cái cõi đó rồi thầy. Thì nếu khi muốn thấy Phật á, thì có một vị sư dắt đi, dắt một cái rút đi trong cái tên. Ừ, đấy thì cái việc của Ngài riêng, cái hoàn cảnh riêng, chứ không phải là ai cũng như thế. Đấy là cái nói chuyện riêng của cái vị ấy. Còn mình mà muốn nói chuyện cái lẽ thật ấy là mình phải theo kinh, theo lời trong kinh nói thì mình thật nói thì mới được. Bây giờ đến cái số 6 được gì? Đã, thế nào là ba ngôi bất thoái thì ở sắp sửa để mình đọc ba ngôi bất thoái sắp được rồi. Đấy, được đủ ba ngôi bất thoái. Và khi đạt nữa là được nhất sanh bổ xứ ngang với Đức Di Lặc. Vậy là có 7 thôi chứ đâu có 8 đó thầy. Thầy nói rằng thầy thêm vào một câu là thành Phật nữa. Đốt ráo là thành Phật.
Thì được nhất sanh Bồ Xứ thì nhất định là người ta thành Phật rồi còn gì. Nhưng mà Ngài phải đi như là Bồ Tát thì mới thành Phật. Bồ Tát đâu có cực lạc đâu, quý vị có đó. Nhất sanh Bồ Xứ là giống như Đức Phật Thích Ca đó, Ngài phải đi tu ở một cõi đó, xong ở cõi đó Ngài mới thành Phật mà. Nhất sanh Bồ Xứ tức là như Đức Như Lặc bây giờ là nhất sanh Bồ Xứ. Đức Như Lặc bây giờ Ngài đang ở trên cõi trời lâu suốt. Đó, bậc này Ngài đã được thọ ký rồi. Lần đến cái thời gian mà loài người 84.000 tuổi thì Ngài sẽ giáng sanh xuống cái ta bà mà, xuống cõi nhân gian của mình. Bây giờ Ngài ở cõi trời thôi, Ngài cũng đang ở cõi ta bà, nhưng mà Ngài ở cõi trời thôi, thì cách chúng mình có một từng trời thôi. Thế rồi ít nữa đến ngày mà mình 84.000 tuổi ấy, mới đủ phúc đức, thế thì khi ấy Ngài giáng xuống loài người chúng mình, thế là Ngài thành Phật. Thế cho nên bây giờ Ngài là nhất sanh Bồ Xứ, đợi chờ để mà làm Phật. Cho nên bây giờ chính là lúc Ngài đang kết duyên cho bọn chúng mình tu đây này. Chính Ngài bây giờ mới thật là giáo sư của mình như này, mà mình không biết đấy. Thế Ngài đang xếp đặt, đang lo tìm đủ cái nhân duyên cho mỗi đứa để cho nó tu thế nào cho kịp, đến cái ngày ấy nó chứng quả. Thì mình biết gì đâu. Thế nhưng mà các mười phương chư Phật Bồ Tát vẫn âm thầm giúp đỡ. Thì có nhiều nơi người ta cũng có người ta đang hiện tại bây giờ có cái pháp môn tu để về tịnh độ ở trên cung trời Đông Thuận để về với Đức Thế Này. Hiện bây giờ này có một tông phái người ta tu cả đó. Bậc thầy là tại sao Đức Di Lặc của mình nó là tại theo như kinh Pháp Hoa đó, thì Ngài chỉ là Bồ Tát cầu danh thôi, chẳng nói tụng kinh lễ cái chuyên đi đến các nhà giàu để mà đấy là nói từ cái lúc tu nhân, từ cái kiếp xa xưa, từ cái ngày mà Đức Thích Ca mới còn làm sa di. Cái chuyện ở trong cái nơi từ bao giờ còn bây giờ đấy thì cái hồi xưa, cái hồi ấy các bọn chúng mình còn làm còn các kẻ. Hai người cùng đồng thời phát tâm mà Đức Thích Ca thằng trước, mà Đức Di Lặc bởi vì do cầu danh cho nên thế cho nên lại chậm sao? Lại mà chậm lại. Nhưng mà sao sau này cái cõi của Ngài nó lại đẹp hết. Thế thì như là con người cõi của Ngài cũng là cõi mình đây chứ cõi nào? Còn cõi mình sống bên trăm tuổi rồi. 84.000 tuổi thì Ngài mới giáng sanh. Nhưng mà bây giờ đây Ngài cũng đang ở cõi này để Ngài đang muốn nguyện cho chúng mình đấy. Để đến cái ngày mà Ngài thành Phật đấy là chúng mình và Bồ Tát ở đây vây quanh Ngài để cho Ngài thành Phật. Cũng như Đức Thích Ca khi Ngài thành Phật ấy, phải có bao nhiêu Bồ Tát. Nhưng mà có người thì có 100 tuổi chứ không được 84.000 tuổi. 100 tuổi nữa. Thì bây giờ thì chúng mình cứ chết đi rồi lại cái thân khác, nếu mà mình vãng sanh ấy, thì mình xong ngay, còn mình ở cõi này ấy, thì cứ chết đi lại cái thân khác hoặc là cứ thay đổi cho đến bao giờ loài người 84.000 tuổi thì Ngài mới vãng sanh. Như vậy thầy, nếu mà con vãng sanh về cõi Phật A Di Đà rồi thì tới cái kỳ 84.000 tuổi con nó có mặt ở đó nữa. Lúc bây giờ thì cõi cực lạc nó cõi này coi như là bắt tay nhau. Bởi vì lúc mình đã vãng sanh về bên ấy rồi thì ở đây nói là viên hòa dung hợp với cả mười phương. Không, nhưng mà tức là con là chúng ở cõi cực lạc chứ con đâu có chúng ở trong cái hòa tâm, long hòa. Tùy cô muốn về cõi này, nhưng mà thế nào cô cũng về là bởi vì cô là người xuất thân ở cõi này. Thì cái nhân duyên thân nhất của cô, bà con, chú bác, anh em mà người ta còn ở cõi này cả. Thì lúc bây giờ cô phải về đây thì cô tiếp tay với Đức Di Lặc để cô giúp cho mọi người chứ. Ba cái hội bất thoại này mà chúng mình sắp được đấy. Có mọi chuyện mà mình được cái gì đấy. Chuyện là cái ngôi vị là không thoái, nghĩa là cái chắc chắn là thế nào làm ông thánh, chứ không có trở về sáu cõi phàm nữa, cho nên không thèm làm ông trời nữa, không thèm làm Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa, chứ đừng có nói đấy. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế còn ở trong sáu cõi phàm, còn ở cõi trời, mà đằng này lên thẳng ngôi thánh cơ,
Tức là A-la-hán duyên giác đó hả bà thầy? Không, không phải A-la-hán duyên giác. Bây giờ niệm Phật mà được vãng sanh về cõi cực lạc, rơi về đến cõi cực lạc rồi ấy. Đã, dù là cô hãy còn là phàm phu, cô hãy còn vì mang ác nghiệp đó mà về, thế nhưng mà cô lọt đến cái bên ấy rồi là nhất định cô làm thánh, không có trở lại cái luân hồi sinh tử nữa. Thế cho nên gọi là ngôi vị bất thoái, không có thoái lui về phàm phu nữa, mà từ nay chỉ có lên ngôi thánh thôi. Ngôi thánh tức là không có còn từ cõi trời rồi xuống, hãy còn ở trong luân hồi, đằng này là thánh. Thế là cái việc thứ nhất ý, là từ nay trở đi chỉ có làm thánh đi lên được chứ không có đi xuống nữa. Thế còn ngôi thứ hai đặt tiếp đi. À, nói ngục ban nãy thì nói ngôi vị không thoái, nghĩa là ở ngôi thánh chứ không có thoái xuống cõi phàm. Thế còn bây giờ cái thứ hai là gọi là cái hạnh không thoái, cái việc làm mà nó không thoái. Thế sao mà cái việc làm tu hành cái gì mà thoái? Thì ở đây người ta giảng thoái làm sao gọi là thoái? Nhị thừa, nhị thừa là các ngài là thánh nhưng mà các ngài nhập niết bàn, các ngài không độ chúng sanh, các ngài nhập niết bàn. Còn bây giờ đây ấy, mình về cõi cực lạc thì nhất định là mình đi cái con đường thành Phật cơ mà, thì đâu có nhập niết bàn. Mình sẽ đi tu cái hạnh Bồ Tát này, mình một khi ở bên ấy là mình học tu đắc lực rồi ấy, ở trong cái hoa sen ấy, thế đến cái hoa nó nở là ra thấy Phật hả? Thế rồi mình đi khắp mười phương mười độ chúng sanh, chứ mình không có nhập niết bàn như là các vị nhị thừa, cho nên gọi là hạnh không phải làm hạnh Bồ Tát, chứ không có thèm, không thèm bằng ngang hàng với các ông A La Hán. Chứ mà thầy, về ta cái vị bất thái đây là vị tứ thánh, về tứ thánh là như thế nào? Thì tứ thánh thì là Phật này, Bồ Tát, Thanh Duyên Giác, Thanh Văn. Đúng rồi. Là về cái ngôi vị Bồ Tát là đạo mình bị thừa, mà đây hẳn Bồ Tát thì không đạo. Nhưng mà nhị thừa ta phát tâm là Bồ Tát. Phát tâm này tứ thánh là địa vị tứ thánh, ở dưới này thì nó trả lời là ở dưới này thì hẳn bất thái là không đạo nhị thừa. Thế đấy. Cho là mâu thuẫn. Dạ, mà mình chơi tứ thánh là phải có cả Thanh Văn Duyên Giác, tức là đúng là nhị thừa rồi. Thì nghĩa là mình nói chuyện, đây là nói chuyện cái ngôi vị. Thì chứ biết là mình nhất định là không có lùi xuống, không bị rớt vào cái luân hồi sanh tử nữa. Đó. Thì địa vị là các bậc thánh. Thì bậc thánh trong đó có nói về tứ thánh. Đó là nói về cái ngôi vị nhất định không thoái, không có lùi về luân hồi sanh tử nữa. Đó. Thế thì người ta gọi là mình ở địa vị bốn thánh. Thế còn cái ngôi số hai nói về hạnh bất thoái, nghĩa là mình đi thẳng về cõi, mình đã ở bên ấy là để đi thẳng cái cảnh Phật, phải không? Thế con nói về ở đây nói là chẳng đoạn gì thừa, không đoạn vào Thanh Văn Duyên Giác nữa, chẳng đoạn gì thừa, tức là con nói cho cô nghe trong cái bài hữu chuông của cô Hải Thiện. Có cái lời, có một lời nói, có một câu rằng tam thiên đây dẫn ta cho mà nghe. Tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh đồng thành duyên giác, cùng nhau tính đến trong trăm ngàn kiếp. Cô có làm được không? Tôi nói nhắc lại, nếu không khó, không khéo, cảm nhận được ra. Tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh. Cô đếm một tôi không có bao nhiêu con kiến ở ngoài vườn. Để mà đếm xem bao nhiêu chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới. Đấy. Tất cả những chúng sanh ở trong tam thiên đại thiên thế giới cùng thành duyên giác, mà cùng nhau tính đến trong trăm ngàn kiếp cũng không biết được cái con số Thanh Văn đệ tử của Phật A Di Đà là bao nhiêu.
bốn tám người Phật A Di Đà con chả nhớ gì chưa. Bốn tám người Phật A Di Đà con nhớ nhưng mà ở trong cái bài hư thủ thầy nhớ là vì như thế thì đệ tử thanh văn của ngài bao nhiêu, mà theo như kinh Di Đà đó cái con số đệ tử Bồ Tát lại còn gấp bội cái con số thanh văn nữa cơ. Biết ngài bao nhiêu đệ tử không? Ngồi mà đếm đi. Chứ đừng nói là bên Cực Lạc không có, không có nhị thừa. Nhưng mà sau đây nói chẳng đoạn nhị thừa thầy. Thì hát Bồ Tát thường hóa độ chúng sanh chẳng đoạn nhị thừa. Thì những phần nói chuyện với người tu về bên ấy, mà những các vị nhị thừa này về bên ấy mà nói đông nhị thừa về bên nó cũng phải, đứa nào sợ khổ mới cầu về Cực Lạc. Nhưng mà các vị nhị thừa bên ta hồi tâm ta tu A La Hán chứ người ta không có nhập niết bàn. Vị nào nhưng mà tu thì trong cái trình độ tu cứ phá được kiến hoặc cái tư hoặc thì gọi là nhị thừa. À, bên ấy còn là nên bên ấy nhiều thanh văn lắm chứ đừng có nói là không có thanh văn. Nhưng mà chỉ có điều là các ngài hướng về đại thừa, hồi tâm hướng về đại thừa. Đồng giác tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, mà nếu mà nó thành duyên giác rồi chứ không phải nói có chuyện trí tầm tu. Nó thành duyên giác mà cùng nhau đếm, mỗi đứa đếm một số cùng nhau đếm trong trăm ngàn kiếp mà cũng chưa đếm được hết cái con số đệ tử thanh văn của Phật A Di Đà nhiều là bao nhiêu. Thế mà đấy là mới thanh văn đấy, chứ đệ tử Bồ Tát con số là còn gấp bội nữa cơ. Để đi sang bên đó mà đếm đệ tử của ngài. Không phải con xưa con chỉ thanh tổ về nữa. Thế cho nên mới bảo là ngài là vô lượng công đức. Đó, vô bất thoái nó nói được hai rồi, bây giờ còn số ba nữa. Tôi chịu khóa gì? Thiết nó không dừng. Nhưng mà nó chảy đâu mà tại sao nó chảy thế? Trí tuệ của Phật ví như cái biển, trí tuệ mông minh.